Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Sơn trả giá đắt khi bị Linh lợi dụng trong âm mưu của cô ta. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình yêu bất tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sơn cứ nghĩ chỉ cần toàn tâm toàn ý phục tùng Linh, chỉ cần giúp cô nàng xử lý rắc rối thâu tóm tập đoàn Đại Dương. Khi mọi việc xong xuôi, Linh sẽ ngoan ngoãn làm vợ hiền dâu Thảo ở bên cạnh anh. Thế nhưng, khi anh phát hiện ra mình chỉ là một công cụ trong tay cô nàng, cô cũng chưa bao giờ có tình cảm với anh. Bản ngã lương thiện trong anh thức tỉnh, anh cương quyết đi đầu thú, và trần mọi tội ác của Linh. Thế nhưng, trong lúc cự cãi, Linh không ngần ngại tặng anh một nhát dao. Chẳng biết rồi Sơn có phúc lớn mạng lớn vượt qua kiếp nạn này trở về từ cõi chết, lấy công chuộc tội, khai nhận tất cả mọi việc để khiến Linh phải ra tay vào còng. Chấm dứt toàn bộ chuỗi bi kịch là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Phải công nhận Linh là kẻ lắm mưu nhiều kế, biết tính toán, lại còn rất biết thao túng tâm lý. Nhưng để cô nàng thuận lợi đạt được ý đồ của mình, phải kể tới sự hỗ trợ đắc lực của Sơn khi anh luôn được Lâm tin tưởng, lại đang giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn Đại Dương, giúp cho Sơn và Linh thuận lợi rút ruột thả nhũng tập đoàn Đại Dương, biến tài sản chảy vào túi riêng. Không những vậy, Sơn từng xuất thân trong giang hồ, chính anh là người thủ tiêu bách, sát hại Hùng Điên để vụ ám sát Uyên Thi vĩnh viễn ngủ yên dưới nấm mồ sâu. Cũng tới ngày ánh sáng mắt tỉnh ngộ khi anh phát hiện ra chính Linh là kẻ đầu độc hãm hại ông Minh. Cô nàng còn có ý định qua cầu rút ván, đợi khi mọi việc xong xuôi sẽ tìm cách ruồng bỏ Sơn. Anh liền tìm tới chất vấn cô nàng, Linh à, rốt cuộc đâu mới là con người thật của em? Rốt cuộc anh hiểu được về em bao nhiêu? Cô nàng trên gương mặt ngây thơ, anh Sơn, anh nói gì lạ vậy? Sơn chua chát, anh đã tìm hiểu rõ ràng, không phải Uyên Thi mà chính là em đã đầu độc chú. Cô nàng nước mắt ngắn dài bao biện, anh Sơn à, chú là người nuôi nấng dạy bảo em đó. Em xem chú như ba của mình, chú cũng xem em như khúc ruột của mình. Anh có biết những lời buộc tội này của anh sẽ làm em tổn thương lắm không? Có lẽ, nếu như là trước đây, Sơn sẽ tin sái cổ, sẽ ôm cô nàng vào lòng vỗ về. Nhưng giờ anh lại cười khinh bỉ rồi lấy ra một túi nhỏ có chứa ít bột màu trắng. Cái này anh tìm được trong túi sách của em, là thuốc độc phải không? Cô nàng cứng họng nhưng vẫn tìm cách lần tránh, đổ tội lên Uyên Thi. Anh Sơn à, chẳng phải mọi chứng cứ đều đang đổ dồn về phía Uyên Thi hay sao? Nhìn bộ dạng đó của cô nàng, Sơn tỏ rõ sự thất vọng. Anh hiểu quá rõ về em mà, em không cần phải diễn kịch với anh đâu. Chuyện tới nước này, cô nàng đành lật bài ngửa, ông ta đáng bị như vậy. Vì cứu ông ta nên ba em mới chết tức tưởi. Mẹ em đau lòng không chịu được cú sốc cũng qua đời. Em từ một đứa trẻ có cả ba lẫn mẹ trở thành trẻ mồ côi phải ăn nhờ ở đậu nhà ông ta. Ông ta lúc nào cũng nói yêu thương em như con gái, nhưng khi phải lựa chọn hạnh phúc giữa em và anh Lâm, ông ta không thèm đếm xỉa tới cảm giác của em. Đúng là khi ông ta biến thành người thực vật, em đã không quan tâm tới sự tồn tại của ông ta, nhưng ông ta gây thù chuốc oán với bà Hằng, bà ta có trong tay bằng chứng em hãm hại Uyên Thi. Em không còn sự lựa chọn nào nữa, kẻ có tội luôn tìm cách để biện minh cho hành động của mình. Sơn tiếp tục chất vấn, vậy em giải thích thế nào về mối quan hệ với ông Tài? Sao em có thể lên giường với ông ta? Cô nàng nổi đóa lên, đàn ông chẳng có nghĩa lý gì với em cả. Sơn rưng rưng, Linh à, rốt cuộc em có bao giờ yêu anh hay không? Rốt cuộc những lời em hứa hẹn với anh có giá trị hay không? Cô nàng dùng ánh mắt lãng tránh khiến Sơn nhận ra anh đã đặt nhầm tình yêu, đặt nhầm niềm tin vào một người không xứng đáng. Sơn bất chợt nhớ lại những gì đã làm vì Linh. Anh từng mắc sai lầm, bước chân vào giang hồ để rồi phải trả giá bằng 3 năm thanh xuân trong lao tù. Nhờ có gia đình ông mình, bà Ngọc cưu mang, yêu thương anh như con cái trong nhà, còn đưa anh sang nước ngoài du học để anh có cơ hội hoàn lương. Anh từng nhủ sẽ không bao giờ quay về con đường tội lỗi ấy, sẽ trở thành một người có ích. Ấy vậy mà vì Linh, tay anh tiếp tục nhúng chàm. Rất nhiều mạng người đã chết trong tay anh chỉ vì bảo vệ cho Linh. Không những vậy, anh còn mù quáng tin vào những lời bịa đặt của Linh để rồi lấy oán báo ân, giúp sức cho cô nàng hãm hại tập đoàn Đại Dương. Anh từng nghĩ chỉ cần hết lòng hết dạ đối tốt với Linh, thì cô nàng sẽ toàn tâm toàn ý theo anh. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa. Trong mắt cô nàng, anh cũng chỉ là một con tốt thí. Sơn hiểu giờ là lúc anh phải hành động. Giọng anh cương quyết, Linh à, anh đã hồ đồ, nóng vội khi không xác minh phải trái đúng sai. Giờ anh hối hận lắm rồi. Linh mỉa mai, chúng ta đã leo lên lưng cọp rồi, chúng ta không còn đường lui đâu. Sơn phá lên cười, ai nói với em như vậy? Anh sẽ ra đầu thú. Dù cả phần đời còn lại phải sống sao song sắt, anh cũng chấp nhận, chỉ cần lương tâm anh cảm thấy thanh thản, chỉ cần anh có thể ngẩng cao đầu đối diện với cô chú, đối diện với Lâm.
Nghe tới đây, Linh sợ xanh mặt vì cô nàng biết rõ thân tính phản bội, thì mọi kế hoạch của cô nàng cũng đổ sông đổ biển. Với những tội ác mà cô nàng gây ra, cô sẽ phải nhận bản án cao nhất của pháp luật. Cô nàng tiến tới, dùng mỹ nhân kế giọng ngon ngọt với Sơn. Anh Sơn à, chẳng qua vì bất đắc dĩ em phải làm vậy chứ trong lòng em chỉ có mình anh. Anh gạt tay cô nàng, thôi đủ rồi, anh không còn là đứa trẻ lên ba để em qua mặt đâu. Thấy vẻ cương quyết của Sơn, cô nàng hiểu đã tới lúc phải tiễn anh sang thế giới bên kia. Không chút do dự, cô nàng lấy con dao gọt trái cây gần đó, một nhát thẳng vào ngực Sơn. Vì không đề phòng nên anh trúng chọn nhát dao đó, anh ngã quỵ xuống đất, miệng ấp úng. Linh, sao em dám? Cô nàng vùng vằng, là do anh ép em. Em không thể đi tù. Sơn dùng chút sức lực của mình tìm cách khuyên răn. Linh à, em không thể thoát khỏi lưới trời đâu. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Cô nàng đanh giọng, chẳng có lưới trời, có báo ứng gì ở đây cả. Phần thắng sẽ thuộc về kẻ mạnh, những ai dám nghĩ dám làm. Tại anh dồn em vào bước đường cùng nên em mới phải ra tay với anh chứ. Thật lòng em cũng không muốn. Sơn đau khổ. Linh à, em từng có mọi thứ, tại sao em lại không biết thỏa mãn? Giờ đứng giữa danh giới sinh tử, Sơn mới nhận ra Linh chẳng hề yêu ai. Thứ cô nàng yêu chính là bản thân mình, là tiền tài danh vọng. Linh nghiến răng, anh Sơn à, anh đã biết quá nhiều rồi. Mong anh hãy ra đi thanh thản. Rồi cô nàng nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường. Cô nàng nghĩ từ nay không còn ai dám cản đường cô nàng nữa. Sơn hiểu thời gian của mình không còn nhiều. Anh dùng chút sức tàn cầm điện thoại gửi lời nhắn cuối cùng cho Lâm. Lâm à, anh là Sơn đây. Tất cả mọi chuyện là do mình. Linh đã lừa mình. Anh có lỗi với em, với chú, với cô Ngọc nhiều lắm. Linh chính là kẻ đã đầu độc chú. Lâm đang tìm cớ ghé thăm Uyên Thi, bất ngờ nhận được tin nhắn của Sơn. Vốn dĩ anh vẫn tin tưởng người bạn chí cốt, không ngờ sự thật lại phũ phàng như vậy. Anh lập tức gọi báo cho cảnh sát. Lực lượng chức năng kịp thời tới bắt giữ Linh tại trận. Cô nàng đang khóc lóc van xin Lâm. Anh Lâm, anh Lâm hãy cứu em với, em bị ép buộc mà. Lâm lạnh lùng, những gì cô đã làm trời không dung, đất không tha. Bao nhiêu người đã chết vì cô. Cô phải đền tội. Sơn được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trên đường tới bệnh viện, Sơn lẩm bẩm, mình đã có lỗi với chú, với cô Ngọc, với Lâm quá nhiều. Mình nguyện dùng quãng đời còn lại để chuộc lại lỗi lầm. Lâm đặt tay lên vai bạn, an ủi, cậu đã biết sai rồi sửa, chưa muộn đâu. Linh bị áp giải lên xe, ánh mắt vẫn vằng lên những tia oán hận. Lâm biết, từ nay Linh sẽ phải trả giá cho tất cả những tội lỗi của mình. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, nhưng Lâm hiểu những vết thương trong lòng anh, trong lòng Uyên Thi sẽ còn lâu mới có thể lành lại. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.